những thông tin sẽ có trong chương trình Tây Ninh ngày mới ngày 28 tháng 12. Rà soát bãi bỏ nhiều dự án quy hoạch không hiệu quả. Lo lắng đầu ra, nhiều nhà vườn giảm diện tích trồng vụ hoa Tết. Một doanh nhân Tây Ninh vào top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021. Tuyết Vân và Mạnh Tiến xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát sóng vào khung giờ 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến tại địa chỉ website tayninhtv.vn. Bắt đầu chương trình Tây Ninh ngày mới hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong ngày qua. Sáng ngày 27 tháng 12, đoàn Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia, ông Agus Taviano, Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia, đến thăm chào xã giao lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp đoàn, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, Tây Ninh và các tỉnh thành của Indonesia sẽ có hợp tác mạnh mẽ hơn. Ông Agus Taviano, Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia, cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, phát triển mối quan hệ giữa hai bên ngày càng tốt đẹp hơn. Sáng ngày 27 tháng 12, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhằm giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo đoàn giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch được ban hành. Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 775 ngày 8 tháng 6 năm 2020. Theo đó, hiện nay, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã kết thúc kỳ quy hoạch, trong khi việc lập quy hoạch tỉnh theo luật quy hoạch cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc triển khai thực hiện chưa kịp thời. Luật đất đai và các luật khác còn nhiều điểm bất cập, chồng chéo. Việc tháo gỡ tạm thời bằng các nghị định của chính phủ, trong khi luật chưa điều chỉnh cũng chưa giải quyết triệt để được. Thưa quý vị, chỉ hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thế nhưng thời điểm này, không khí tại một số làng hoa Tết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không hối hả như mọi năm. Lo ngại những tác động từ dịch bệnh COVID-19 khiến đầu ra khó khăn, nhiều nhà vườn đã chủ động giảm diện tích gieo trồng. Xã Hậu Đức là một trong các địa phương trồng hoa hoài trắng. Những năm trước, có lúc diện tích lên đến 79 hectare, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã làm đảo lộn tất cả. Tết năm 2020, hoài trắng trồng xong, hoa không tiêu thụ được, người dân phải đành dỗ bỏ số lượng lớn. Cứ khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch, người dân bắt tay xuống giống hoa hoài trắng để kịp cho vụ hoa Tết Nguyên đán. Những năm trước, để chăm sóc 1 hectare hoa hoài trắng tốn khoảng 150 triệu đồng. Năm nay, phân bón tăng mạnh khiến chi phí tăng lên khoảng 150 triệu một hectare. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá phân bón chưa có dấu hiệu giảm, khiến người trồng hoa khó lại càng thêm khó. Vì vậy, giảm diện tích để tập trung, nâng cao chất lượng là điều mà nhiều nông dân đang làm lúc này. Thưa quý vị, vừa là thanh niên nông thôn tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của. Mới đây, doanh nhân Đặng Khánh Duy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên có địa chỉ tại xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành lại tiếp tục được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng danh hiệu Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021. Doanh nhân Đặng Khánh Duy, sinh năm 1988, cha đẻ của thương hiệu bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên. Chỉ sau 3 năm ra đời và phát triển, đến nay, bánh tráng Tân Nhiên không chỉ được người tiêu dùng trong nước tin dùng, mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Hàn Quốc. Vì lẽ đó, Tân Nhiên được bình chọn là thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2020, và sản phẩm bánh tráng siêu mỏng của công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh công nhận là sản phẩm ô cốp hạng 4 sao. Chia sẻ niềm vui khi cùng lúc nhận được hai giải thưởng danh dự của giới doanh nhân Đặng Khánh Duy chia sẻ, đây chính là động lực để anh tiếp tục theo đuổi đam mê và ngày càng đưa sản phẩm đặc sản của quê hương Tây Ninh đến với bạn bè quốc tế.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hòa Thành phối hợp cùng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh tiến hành khởi công xây dựng hai căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn phường Long Thành Bắc và ở phường Hiệp Tân. Căn nhà thứ nhất được khởi công xây dựng cho hộ anh Nguyễn Trọng Thức, ngụ tại khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc. Hoàn cảnh gia đình anh Thức hết sức khó khăn, căn nhà vừa qua cũng bị hỏa hoạn toàn bộ. Căn nhà thứ hai được xây dựng cho hộ bà Nguyễn Ngọc Giàu, ngụ tại khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân. Gia đình có 3 nhân khẩu, nhưng hầu hết lớn tuổi. Căn nhà đang ở đã xuống cấp, nhưng gia đình không có khả năng tu sửa. Mỗi căn nhà được xây dựng trị giá 70 triệu đồng, tổng số tiền được trao là 140 triệu đồng do chi nhánh Agribank thị xã Hòa Thành tài trợ, với mong muốn các gia đình có được mái ấm đàng hoàng hơn để an cư lạc nghiệp. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 26 tháng 12 đến 18 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 902 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 4 ca so với ngày 26 tháng 12. Các ca dương tính đều từ test dương sàng lọc, trong đó ngoài tỉnh 39 ca. Huyện Dương Minh Châu 280 ca, tăng 111 ca. Huyện Tân Châu 199 ca, tăng 75 ca. Thành phố Tây Ninh 132 ca, tăng 18 ca. Thị xã Trảng Bàng 59 ca, giảm 139 ca. Huyện Bến Cầu 57 ca, giảm 5 ca. Thị xã Hòa Thành 41 ca, tăng 16 ca. Huyện Gò Dầu 33 ca, tăng 10 ca. Huyện Châu Thành 32 ca, giảm 7 ca. Huyện Tân Biên 30 ca, giảm 62 ca. Tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.186 người, cách ly tại nhà 17.998 người. Công tác điều trị, bệnh nhân đã có hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân đang điều trị 11.097 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân COVID-19 là 83.407 bệnh nhân. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện trong ngày 938. Đến nay, tổng số bệnh nhân điều trị khỏi 71.710. Số ca tử vong trong ngày 27 tháng 12 là 14 ca. Tổng số ca tử vong 598 ca. Phong tỏa, đến ngày 27 tháng 12 năm 2021, tỉnh Tây Ninh đã thiết lập 1.389 vùng phong tỏa. Trong đó, đang phong tỏa 399 vùng, 990 vùng đã giải tỏa. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, trong ngày, các địa phương đã chi hỗ trợ 12.848 người với số tiền hỗ trợ 47 tỷ 900 triệu 550 ngàn đồng. Tính đến ngày 27 tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ 218.797 người với số tiền 369 tỷ 770 triệu 765 ngàn đồng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng với Mạnh Tiến sẽ cập nhật những thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh mây thay đổi, sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 cho đến 33 độ. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0,95 cho đến 1 mét. Thưa quý vị khán giả, việc mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm là điểm trừ rất lớn trong bất kỳ trường hợp nào. Thậm chí, ấn tượng về chúng ta trong mắt đối diện cũng trở nên mất điểm. Mời quý vị cùng tham khảo những cách ủi áo sơ mi sau đây để giữ chiếc áo được thẳng và ghi điểm trong mắt người đối diện. Trước tiên, phần cổ áo phải phẳng phần cổ sơ mi và nhớ ủi cả hai mặt, ủi từ mặt ngoài trước rồi tới mặt trong. Sau đó, gặp lại theo nếp và ủi thêm lần nữa để cổ áo thẳng và cứng. Cổ tay sơ mi thực hiện tương tự như phần cổ áo, tháo khuy và trải ra ủi. Nên ủi từ bên trong trước để phẳng các nếp gấp, lặp lại và ủi phía mặt ngoài. Mặt sau áo sơ mi, quý vị nên ủi phần lưng áo, ủi thật phẳng những chỗ bị nhăn và bị gập. Mặt trước áo, ủi vào khe giữa những nút và khuy áo trước, sau đó ủi toàn bộ phần còn lại mặt trước áo. Tay áo, khi ủi phẳng tay áo sơ mi, quý vị bám sát nếp gấp ở đường may và ủi cả hai mặt. Hy vọng những thông tin vừa rồi mà Mạnh Tiến cung cấp sẽ hữu ích cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi những nội dung tiếp theo của Tây Ninh ngày mới.
Thưa quý vị, trong ngày hôm nay 28 tháng 12 trên kênh TTV11 sẽ có rất nhiều chương trình hay dành cho quý vị. Trong đó có những chuyên mục như chuyên mục thông tin từ cơ sở được phát sóng vào lúc 16:50, chuyên mục nông nghiệp Tây Ninh được phát sóng vào lúc 21:45 ngày 28 tháng 12. Sau đây, mời quý vị khán giả cùng xem những chương trình này sẽ có thông tin gì quý vị nhé. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, cải tiến quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ được địa phương quan tâm thực hiện, trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ người dân đến giao dịch. Điển hình là việc triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Tây Ninh mức độ 3, mức độ 4, qua đó góp phần giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Mọi chi tiết sẽ được phản ánh trong chương trình Thông tin từ cơ sở vào lúc 16:50 ngày 28 tháng 12. Ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, hiện có công trình cấp nước ấp Đồng Kèn 2 được xây dựng 2005, không đáp ứng đủ lượng nước khi dân cư ngày càng tăng. Đến năm 2018, được nâng cấp bổ sung các hạng mục như giếng khoan, bể chứa, hệ thống xử lý nước hiện đại, tăng công suất, hiện đang cấp nước cho 500 hộ dân, trong đó có hơn 400 hộ ở khu tái định cư Đồng Kèn 2. Thời gian tới, khu tái định cư sẽ tăng dân số, công trình sẽ tiếp tục được nâng cấp, tăng thêm giếng bơm, tăng công suất để đáp ứng nhu cầu nước sạch của dân cư. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Nông nghiệp Tây Ninh phát sóng lúc 21:45 thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên kênh TTV11 trong ngày hôm nay. Bình tĩnh. Gặp có nghĩa là gặp bác Tứ là ổng bôi gì mặt đen em sợ đúng không? Lời an ủi của chuyên gia tâm lý Mộng Thường liệu có thể xoa dịu nỗi ám ảnh tinh thần của Minh Hoàng? Mời quý vị và các bạn đón xem tình huống dở khóc dở cười ở tập 36 của series phim sitcom hài hước Giờ tôi sợ. Phim được phát sóng vào lúc 6:45 và 22:35. Không một đã bắn hai quả tên lửa. B-52 chỉ được phép được tiêu diệt. Lòng không cho phép. Lòng không cho phép. Điều liên ơi. Hành động dũng cảm của Vũ Sáng khi lao thẳng vào B-52 đã thể hiện ý chí quyết tâm trả thù cho Kiều Liên và những đồng đội đã hy sinh. Đón xem tiếp diễn biến ở tập 48 của bộ phim Cao hơn bầu trời lúc 12 giờ hôm nay. Nếu để cho Hạ giận, cho Nguôi căm hận thì mọi tội lỗi đều do tôi mà ra nè. Những giọt nước mắt của bà Liên có thể cứu Đỉnh Kim được thoát được kiếp nạn hay không? Mời khán giả đón xem tiếp diễn biến ở tập 35 của bộ phim Đôi mắt của trái tim lúc 21 giờ. Tin tức quan trọng như vậy anh có nói với sếp Dạng không? Tôi đã từng tới văn phòng của sếp Dạng. Sếp Dạng không ở đó nên tôi nói với giáo sư Nguyên. Ông ấy đồng ý với tôi sẽ nói lại với sếp Dạng. Ai ngờ ông ấy không nói. Vì sao giáo sư Nguyên lại che giấu manh mối quan trọng mà Giang Thanh cung cấp? Mời quý vị khán giả đón xem diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 11 của bộ phim Biệt đội cơ động sẽ được phát sóng lúc 20:05 hôm nay. Quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng trên fanpage https://www.facebook.com/tayninhtv.vn để có cơ hội nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Đại dịch COVID-19 vẫn còn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Chúng ta không chỉ phải học cách làm quen với một cuộc sống bình thường mới, mà còn là dịp để mỗi người cần phải học cách sống lạc quan, tích cực trước những khó khăn mới. Ở đó, mỗi người có thể tích lũy được bản lĩnh, sự lạc quan cho chính mình và những người thân yêu. Trong chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh FM 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay, mời quý vị cùng đón nghe chương trình với chủ đề Chiến thắng COVID-19 phát sóng lúc 7 giờ. Quý vị thân mến, đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên màn lội ngược dòng trước Thái Lan và chính thức trở thành cựu vương của AFF Cup khi dừng bước ở vòng bán kết. Sớm kết thúc hành trình chinh phục AFF Cup 2020, nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn chưa thể trở về nước ngay lập tức. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ Singapore về Việt Nam không có nhiều chuyến bay, do đó đội tuyển Việt Nam phải chờ đến ngày 31 tháng 12 mới có thể lên đường về nước. Đáng chú ý, trong những ngày còn lại ở Singapore,
tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ ở trong khách sạn nơi đóng quân. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải ăn ở tập trung, sinh hoạt theo nguyên tắc bong bóng phòng dịch COVID-19 theo quy định của nước chủ nhà như những gì diễn ra trong suốt 4 tuần vừa qua tại Singapore. Theo kế hoạch, ngày 31 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Singapore về Hà Nội. Hoàn thành cách ly tại một khách sạn ở Hà Nội, các tuyển thủ Việt Nam mới được xả trại về với gia đình. Đây được xem như những ngày nghỉ quý giá với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khoảng thời gian 5 tháng tập trung thi đấu vòng loại World Cup và chiến dịch AFF Cup. Dự kiến đến giữa tháng 1 năm 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á trước đội tuyển Australia trên sân khách ngày 27 tháng 1 năm 2022 và tiếp đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2022. Vào đêm nay và rạng sáng mai, giải ngoại hạng Anh sẽ diễn ra các trận đấu của vòng 20. Vào lúc 22 giờ, Tottenham sẽ có chuyến làm khách của Southampton. Vẫn đang bất bại dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte, nên Tottenham sẽ tiếp tục hướng đến chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh top 4 ở mùa giải này. Còn Southampton cũng đang có tinh thần rất cao sau chiến thắng trước West Ham ở vòng đấu trước. Vòng đấu này, Liverpool sẽ thi đấu trên sân của Leicester City. Hiện đội hình bày cáo đang bị ảnh hưởng nặng bởi chấn thương và dịch bệnh COVID-19 và vừa trải qua trận thua 3-6 trước Man City, nên một chiến thắng sẽ là điều mà Liverpool hướng đến. Qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Man City và tạo ra khoảng cách với Chelsea. Quý vị thân mến, những thông tin thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13h30 phút trên kênh TTV11 và trên sóng phát thanh FM 103.1MHz vào lúc 11h50 phút. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát sóng vào lúc 6h30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cả ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, Mạnh Tiến và Tuyết Vân xin chào và hẹn gặp lại.